Thưa quý vị, kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ ngày 8 tháng 3 và 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng nay Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức trao giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2020 và biểu dương Chi hội trưởng Phụ nữ giỏi trên địa bàn thành phố. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Năm 2020, một năm nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và thiên tai, nhưng phụ nữ các cấp đã tình nguyện tạm xa gia đình để tham gia vào công tác chống dịch, trở thành hậu phương vững chắc cho những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch. Cùng với đó, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tập trung đề ra nhiều giải pháp thực hiện khâu đột phá như nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, việc tiếp tục thực hiện giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu là động lực thi đua trong các cấp hội. Dịp này, Hội đồng giải thưởng đã chọn 10 chi hội xuất sắc và 56 chi hội trưởng phụ nữ giỏi tiêu biểu trong số trên 1.200 chi hội để trao giải thưởng. Đây là những chi hội và chi hội trưởng đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ của hội cũng như góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương.